ngày 25 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bao lâu nữa thì có thuốc chữa cúm tàu. Đại dịch cúm Vũ Hán đang lan nhanh khắp thế giới, nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chết hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm của chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này? Các nghiên cứu trên toàn cầu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và các nước cạnh tranh và chạy đua với nhau. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump của Mỹ đang thăm một cơ sở nghiên cứu. Rất nhiều người chưa hiểu làm cách nào để chúng ta tạo ra được vaccine. Tổng thống Donald Trump đã tới Trung tâm Nghiên cứu Vaccine ở Maryland vào hôm 3 tháng 3 để tìm hiểu chương trình nghiên cứu loại vaccine chống lại cúm Vũ Hán này. Vaccine chính là những loại virus hoặc vi khuẩn của bệnh hoặc thậm chí là một phần nhỏ của chúng, nhưng đã được làm cho biến tính để trở thành suy yếu hoặc vô hại đối với cơ thể. Tuy nhiên, khi xâm nhập cơ thể người, chúng sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch nhận diện ra được đặc tính của cúm lây nhiễm và nhờ thế học được cách chống lại chúng. Sau đó, nếu cơ thể bị tiếp xúc với cúm, nó đã biết cách chống lại sự lây nhiễm của chính loại cúm đó. Phương pháp tiêm chủng được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua cho chúng ta thấy sử dụng cúm gốc nhưng đã bị biến đổi và suy yếu trong loại vaccine này. Vaccine sởi, quai bị hoặc rubella được tạo ra bằng cách sử dụng các phiên bản yếu của những loại virus không gây nhiễm trùng toàn diện. Thuốc ngừa cúm mùa được thực hiện bằng cách lấy từ chủng cúm, lây chính nhiễm từ người này sang người khác và vô hiệu hóa chúng, trở nên an toàn hơn. Một số nhà khoa học, vaccine đang lấy các phần nhỏ của mã di truyền của cúm Vũ Hán và đưa chúng vào các loại cúm khác để hoàn toàn vô hại, để họ tiếp tục nghiên cứu và tìm ra một loại vaccine hiệu quả nhất để chống lại đại dịch này. Và công trình nghiên cứu vaccine cho cúm Vũ Hán đang được sử dụng ở các phương pháp mới hơn và ít được thử nghiệm hơn, được gọi là vaccine nhiễm và chạy, vì chúng ta đã biết mã di truyền của cúm Vũ Hán. Giờ đây chúng ta có bản thiết kế hoàn chỉnh để thiết lập loại virus này. Đây là hình ảnh do bệnh viện thẩm quyến chụp hình dạng thật của cúm Vũ Hán quan sát được dưới ống cống ống hiển vi phóng to. Bây giờ bạn có thể làm lây nhiễm một ai đó với cúm vô hại và theo lý thuyết sẽ cung cấp một số miễn dịch chống lại sự lây nhiễm. Các nhóm khác đang sử dụng các đoạn mã di truyền, có thể là DNA hoặc RNA tùy theo cách tiếp cận. Một khi được tiêm vào cơ thể sẽ bắt đầu tạo ra các protein cúm mà hệ thống miễn dịch lại có thể học cách để chiến đấu. Hiện có khoảng 20 loại vaccine đang được phát triển. Một loại vừa được thử nghiệm trên người, bỏ qua cả khâu thử nghiệm thông thường trên động vật để kiểm tra độ an toàn và tính hiệu quả của nó. Các loại khác được nghiên cứu trên động vật và hy vọng có kết quả thử nghiệm trên người vào cuối năm nay. Nhưng ngay cả khi các nhà khoa học có thể ăn mừng về việc đang phát triển một loại vaccine vào ngày năm nay, thì vẫn còn khối lượng công việc khổng lồ để có thể sản xuất nó một cách đại trà cho hàng tỷ người dân trên thế giới. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, một loại thuốc hay vaccine như vậy sẽ không sẵn sàng nhất cho tới giữa năm sau. Tất cả những điều này xảy ra trong một lịch trình chưa có tiền lệ và được thực hiện với những cách tiếp cận mới với vaccine. Do đó, không có gì đảm bảo là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Và cũng cần nhớ rằng có 4 loại cúm Vũ Hán đã lưu hành ở cơ thể con người và chúng ta chưa có một loại vaccine nào cho cả 4 loại này. Đây là hình ảnh 3 phương pháp chính để tạo ra vaccine ngừa cúm Vũ Hán. Câu hỏi là liệu vaccine sẽ bảo vệ con người ở mọi lứa tuổi hay không? Câu trả lời gần như là chắc chắn. Sẽ ít thành công hơn ở người lớn, không phải do bản thân vaccine mà do hệ miễn dịch của người lớn tuổi không đáp ứng được với tiêm chủng. Chúng ta thấy điều này mỗi năm với các bệnh cúm thông thường vẫn trải qua. Câu hỏi tiếp theo, nó có tác dụng phụ gì hay không? Trả lời, mọi loại thuốc kể cả thuốc giảm đau thông thường đều có tác dụng phụ. Nhưng nếu không có thử nghiệm lâm sàng thì sẽ không biết thể biết được một loại vaccine đang thử nghiệm có tác dụng phụ như thế nào và nguy hiểm ra sao hay không với người sử dụng. Đây là điều mà giới chức sẽ phải theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới để đánh giá. Câu hỏi tiếp theo, những ai sẽ được tiêm vaccine? Trả lời, nếu một loại vaccine được phát triển thì có nghĩa là sẽ có giới hạn trong cung ứng.
ít nhất là ở giai đoạn đầu, vì thế quan trọng là phải có sự ưu tiên. Nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân cúm Vũ Hán là những người đầu tiên phải ưu tiên. Bệnh này nguy hiểm chết người đối với những người lớn tuổi. Do đó, họ cũng nên được ưu tiên nếu vaccine hiệu quả đối với nhóm người này. Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tiêm vaccine cho người sống cùng với hoặc người chăm sóc những người lớn tuổi này, đỡ bị lây nhiễm. Và ngoài vaccine còn có nhiều vấn đề là thuốc điều trị khác cho người đang nhiễm bệnh. Các bác sĩ đang thử nghiệm một số loại kháng sinh xem nó có tác dụng trên cúm Vũ Hán hay không. Việc này có thể đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu bởi các loại kháng sinh cũ này đã được sử dụng qua thực tế và an toàn với con người từ trước đến nay. Đây là hình ảnh hôm 19 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuốc chữa sốt rét và thuốc kháng sinh đang là thử nghiệm một liệu pháp tiềm năng chống cúm Vũ Hán và làm chậm sự phát triển của dịch bệnh. Ông đã đưa ra thông tin như vậy. Các thử nghiệm đang diễn ra tại các bệnh viện ở các quốc gia bị ảnh hưởng. Nhưng vào tháng 2, giáo sư Brooke từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết như sau. Hiện tại chỉ có một loại thuốc mà chúng tôi nghĩ là có thể có hiệu quả thực sự, đó là Remdesivir. Loại thuốc này được bào chế để điều trị bệnh nhân của Ebola, nhưng dường như cũng có thể tiêu diệt nhiều loại virus. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả và thử nghiệm cuối cùng. Có nhiều hy vọng một cặp thuốc HIV cũng sẽ hiệu quả, nhưng dữ liệu thử nghiệm thật đáng thất vọng. Chúng tôi không cải thiện sự phục hồi, giảm tử vong hoặc giảm mức độ của cúm Vũ Hán, những bệnh nhân đã mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi thử nghiệm được tiến hành ở những bệnh nhân nặng như gần chết, thì đã quá muộn để thuốc phát huy tác dụng trong lây nhiễm vì thời gian của họ còn lại quá ngắn. Các nhà khoa học cũng quan tâm đến một loại thuốc chống sốt rét cũ và rẻ tiền, được gọi là chloroquine. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho thấy nó có thể tiêu diệt cúm. Nhưng một lần nữa, chúng ta lại phải chờ kết quả khi thuốc này được đưa cho bệnh nhân cúm Vũ Hán uống. Các thử nghiệm đang được diễn ra ở Mỹ và một số các nước. Miễn nhiễm đủ số người là khoảng 60% dân số và cúm Vũ Hán không thể gây ra dịch bệnh. Khái niệm này được gọi là miễn nhiễm bầy đàn hay miễn nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, quá trình miễn nhiễm tự nhiên này được dự đoán là phải mất thêm ít nhất 2 năm nữa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh ở bên trái và trưởng cố vấn khoa học Patrick nói về chiến lược phát triển miễn dịch cộng đồng của chính phủ Anh. Chiến lược ngắn hạn của Vương quốc Anh là ngăn chặn số ca nhiễm càng tốt để ngăn chặn sự việc các bệnh viện quá tải khi hết giường chăm sóc, đặc biệt thì số ca tử vong tăng đột biến. Khi các ca nhiễm bị chấn áp có thể cho phép một số lệnh cấm hiện nay được dỡ bỏ trong một thời gian, cho nên khi các ca mắc lại tăng lên và đợt cấm khác lại cần phải được áp dụng. Khi điều này có thể không chắc chắn, Cố vấn Y tế trưởng của Vương quốc Anh, ngài Patrick, cho biết đặt các mốc thời gian tuyệt đối vào mọi thứ là không thể. Thực hiện điều này có thể vô tình dẫn đến khả năng miễn dịch của cả cộng đồng khi ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh. Nhưng điều này có thể mất nhiều năm để thực hiện. Theo giáo sư Nye từ Đại học Hoàng gia London cho biết, ông nói tiếp, chúng tôi đang nói về việc ngăn chặn lây lan ở mức độ nào. Theo đó, hy vọng chỉ một phần rất nhỏ của đất nước sẽ bị nhiễm bệnh. Vì vậy, cuối cùng, nếu chúng tôi tiếp tục điều này trong hơn 2 năm, có lẽ một phần nước Anh ở thời điểm nào đó có thể đã bị nhiễm bệnh đủ để có một mức độ bảo vệ cộng đồng. Và thế giới đang đóng cửa, những nơi đã từng tấp nập với các cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp đặt lên đời sống người dân ở đó. Từ giới nghiêm tới đóng cửa, trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người đã diễn ra khắp nơi. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định thực hiện cách ly tại gia sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với cúm Vũ Hán. Rõ ràng, chiến lược này đóng cửa một phần xã hội là giải pháp không bền vững trong dài hạn, thiệt hại xã hội và kinh tế sẽ rất thảm khốc. Những gì các quốc gia đang cần là một chiến lược thoát hiểm, một cách để dỡ bỏ các lệnh cấm vận và trở lại bình thường, nhưng cúm Vũ Hán sẽ không mất đi. Nếu bạn gỡ bỏ các lệnh cấm đang kìm hãm cúm, thì các ca nhiễm chắc chắn sẽ tăng vọt. Và nói, chúng ta có một vấn đề lớn trong việc tìm ra chiến lược thoát hiểm là gì và làm thế nào để thoát khỏi điều này. Marx, giáo sư dịch tễ Đại học Edinburgh đã nói như vậy. Không chỉ ở Anh, không có quốc gia nào có chiến lược thoát thân. Đó là một cách thức lớn về mặt khoa học và xã hội.
Về cơ bản, ba cách thoát khỏi mớ hỗn độn này được nói như sau. Thứ nhất, chích ngừa vaccine. Thứ hai, có đủ người để phát triển khả năng miễn dịch thông qua cơ chế nhiễm bệnh bầy đàn. Thứ ba, hoặc phải thay đổi vĩnh viễn hành vi xã hội của chúng ta đang sống. Một trong ba cách nói trên sẽ làm giảm khả năng lây lan của cúm Vũ Hán hiện nay. Tuy nhiên, điều này đang còn phải đợi những nhà khoa học tiếp tục xem xét sau thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.